Huyền thoại chiến thần tập 2. Đủ rồi, Đinh Trọng khẽ quát lên một tiếng khiến Đinh Phong Thành ngậm miệng lại. Tất cả đều là người một nhà, sau này nói chuyện chú ý một chút đi. Ông ta lại nhìn về phía Giang Sách. Giang Sách, bây giờ tình trạng của cậu không tốt cho lắm, tôi hy vọng cậu có thể cố gắng nhiều hơn, nếu không tôi nghĩ cậu không cần dự tiệc gia đình lần sau đâu. Đám người Đinh Phong Thành vui vẻ hớn hở nhìn Giang Sách bị xấu mặt. Sắc mặt Đinh Mộng Nghiên trắng bệch, trong đời cô chưa từng trải qua khoảnh khắc nào nhục nhã như thế này. Về phần Giang Sách, anh đã sớm khôi phục bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra chút phẫn nộ hay khổ sở gì, tựa như những thứ người khác nói không hề liên quan đến anh. Lúc này bên ngoài khách sạn vang ầm ầm tiếng còi xe, hơn 10 chiếc xe BMW màu trắng tạo thành một hàng dài lái đến trước cửa khách sạn. Ở giữa là một chiếc Bentley màu đen bạc có giá trị hơn 1 triệu, thể hiện rõ thân phận cao quý. Chị cả và anh rể đến rồi, Đinh Phong Thành vui vẻ đứng lên, đồng thời không quên quay đầu châm chọc Giang Sách một câu. Anh rể cũng là gia nhập quân ngũ rồi trở về, cậu xem khoa trương đến nhường nào, đều là làm lính sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ. Đừng nói nhảm nữa, đi đón anh rể với ông. Đinh Trọng đứng dậy rồi đi về phía cửa, những người khác cũng nhao nhao đứng dậy đi theo. Có thể để ông tự mình đón tiếp thì đủ thấy thân phận đối phương cao quý tới nhường nào. Đi tới cửa, Đinh Trọng ổn định cơ thể, cửa xe Bentley mở ra. Đinh Tử Ngọc nắm chay chồng Đường Mạt bước xuống xe. Ông nội, sao ông lại tự mình ra đón vậy? Đường Mạt lớn tiếng nói, ai da, cháu là phó tư lệnh chiến trường, ông ra đón chẳng phải là điều nên làm hay sao? Ông nội, đừng nói như vậy, mau vào đi thôi, đừng đứng ngoài này lạnh, đi thôi, đi vào thôi. Một đoàn người vây quanh Đường Mạt cùng đi vào trong sảnh. Lại đây, Mạt, Tử Ngọc, sang đây ngồi cạnh ông. Ông nội vô cùng vui vẻ kéo Đường Mạt và Đinh Tử Ngọc sang bên cạnh. Gương mặt nở nụ cười tươi như hoa, hoàn toàn khác với thái độ đối xử với Giang Sách ban nãy. Một bàn 10 người, bởi vì từ đầu không ngờ Giang Sách sẽ đến nên thiếu mất một chỗ. Ồ, còn thiếu mất một chỗ, Đinh Phong Thành lên tiếng. Đinh Trọng nhìn lướt qua rồi nhẹ nhàng nói, Giang Sách, cậu đứng đấy trước đi, đợi lát nữa phục vụ đem thêm một cái ghế cho cậu. Giọng của ông vô cùng bình thản, căn bản không hề đặt Giang Sách vào trong mắt. Đinh Mộng Nghiên bên cạnh tức giận siết chặt nắm đấm, nhưng lại không thể làm gì. Giang Sách cười khổ một tiếng, đứng dậy rời khỏi bàn. Đinh Trọng và Đường Mạt cười cười nói nói, không ngừng hỏi thăm tình trạng gần đây. Thế nhưng vừa rồi ông ta chẳng hề hỏi han lấy Giang Sách một câu. Nói chuyện một hồi, chị cả Đinh Tử Ngọc chỉ vào Giang Sách. Em gái, đây chính là Giang Sách, người chồng đi lính của em đấy à? Vâng. Nói chứ, đây là lần đầu chị gặp cậu ấy, sao không ai giới thiệu một chút về nhỉ? Đinh Phong Thành cười nói, giới thiệu cái gì chứ? Công ty phá sản, nhập ngũ thất bại, ngay cả công việc cũng không có, lại còn phải nhờ nhà họ Đinh chúng ta nuôi. Thứ bỏ đi như thế này, có gì để giới thiệu chứ? Chỉ sợ sẽ làm dơ mắt chị cả đấy. Ồ, thảm vậy sao? Trong lòng Đinh Tử Ngọc rất thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, cô ta đều thua kém Đinh Mộng Nghiên ở mọi mặt. Thành tích kém, vóc dáng gương mặt càng chênh lệch lớn hơn. Lúc nào cũng bị Đinh Mộng Nghiên chèn ép. Bây giờ cuối cùng cô ta cũng tìm được cơ hội mở miệng. Cô ta kéo cánh tay đầu chồng Đường Mạt, nũng nịu nói, chồng, chẳng phải anh cũng là quân nhân hay sao? Nếu cậu ấy cũng đi lính thì chi bằng anh kiếm cho cậu ấy một công việc xem. Đường Mạt nhớ mày, đùa gì vậy chứ? Chiến trường là nơi ai cũng có thể đi vào hay sao? Đặc biệt là chiến trường của bọn anh, nếu không có cấp bậc nhất định thì hoàn toàn không đủ tư cách bước vào. Quay đầu sang Giang Sách, Đường Mạt dò xét nhìn anh một chút. Anh ta hỏi, bây giờ quân hàm của cậu là gì? Giang Sách nhẹ nhàng nói ra 4 chữ, huyền thoại chiến trần. Tất cả mọi người im lặng trở lại. Huyền thoại chiến trần sao? Chiến thần sao? Đây là chức vụ gì vậy? Đường Mạt hắn giọng một cái, mặc dù tôi không hiểu rõ tình hình bên Tây Cảnh cho lắm, nhưng liên quan đến quân hàm thì tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Huyền thoại chiến thần căn bản không có chức vụ này. Giang Sách, cậu cũng đừng theo dệt vô cớ. Đám người cùng nhau gật đầu lia lịa. Thì ra là bịa, bảo sao tôi chưa từng nghe tới. Bịa thì cũng bịa cho đáng tin một chút. Quân hàm mà ngay cả Đường Mạt cũng không biết thì chắc chắn là không tồn tại. Đối với sự chỉ trích của bọn họ, Đinh Mộng Nghiên xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống đất. Giang Sách ngược lại rất bình tĩnh, anh thuận miệng trả lời, anh chưa từng nghe tới, có lẽ là
vì chức vụ quan quá thấp, chưa bao giờ được tiếp xúc. Hiện trường lập tức bàn tán xôn xao, đám người nhìn Giang Sách với ánh mắt như nhìn một tên ngốc. Anh thực sự quá kiêu ngạo, lời gì cũng dám nói. Đường Mạt là ai chứ? Đây là phó tư lệnh chiến trường phía đông, nắm giữ chức vụ cao thứ hai. Một chốc sau, tiếng cười ào ào vang lên. Đinh Phong Thành chỉ vào Giang Sách, em gái, em có thể đem tên loạn thần kinh về nhà em được hay không? Cậu ta làm mất mặt như vậy có phải phép không chứ? Đường Mạt cũng đầy vẻ khinh thường. Có một số người rõ ràng thân phận thấp kém nhưng vẫn muốn nói dối để chứng tỏ bản thân, kết cục cũng sẽ bị người khác chê cười. Tôi sẽ không khinh thường cậu vì cậu thấp kém, thế nhưng cậu không biết liêm sỉ tới như vậy chỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Đi ra ngoài đi, thấy cậu ở đây tôi cũng chẳng có tâm trạng ăn cơm. Đinh Phong Thành nói theo, phế vật, nghe thấy chưa, anh rể bảo cậu cút đi kìa. Cảnh tượng lại trở nên ngượng ngùng. Đinh Trọng khoát tay với Đinh Mộng Nghiên. Mộng Nghiên, bảo cậu ấy tới bàn phía xa xa kia ngồi đi. Vâng, ông nội. Đinh Mộng Nghiên đứng lên, nắm lấy cổ tay Giang Sách, nghiến răng kéo anh rời khỏi đó rồi sắp xếp cho anh ngồi ở một góc vắng vẻ. Giang Sách khẽ lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh. Anh còn ăn được sao? Đinh Mộng Nghiên hung hăng nói, em tức đến no rồi đây. Anh vậy mà vẫn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Giang Sách, anh có biết chữ xấu hổ viết như thế nào không? Giang Sách lạnh nhạt nói, thật giả sẽ sớm thấy rõ thôi. Là có ý gì? Em sẽ sớm hiểu được thôi. Trên bàn chủ nhà, Đinh Trọng dò hỏi, Mạt à, hôm nay ông có chuyện muốn thỉnh giáo cháu. Đường Mạt cười, ông nội khách sáo rồi, ông cần thỉnh giáo cháu chuyện gì chứ? Cháu biết rồi, nhất định là ông muốn hỏi chuyện lãnh đạo mới đến, đúng không? Đúng đúng, cháu vừa đoán đã đúng. Đường Mạt nói tiếp, lần này ba khu sát nhập, vị trí người phụ trách này vừa là một chức vụ tốt nhưng lại rất khó thực hiện. Vì sao vậy? Đơn giản thôi, là người tổng phụ trách ba khu, người đó có thể điều hành tất cả tài nguyên, chỉ cần xử lý thật tốt chắc chắn kiếm được tiền. Vấn đề là lãnh đạo ban đầu của ba khu sẽ đồng ý cho người đó làm hay sao? Chính quyền, giới kinh doanh, nhiều thế lực như vậy cũng không dễ quản lý đâu. Đinh Trọng gật đầu rồi nói tiếp, vậy cháu có biết người sắp đến là ai không? Không biết. Ngay cả cháu cũng không biết sao? Đường Mạt xấu hổ nói, đương nhiên cấp bậc của cháu không chỉ kém người ta một chút, manh mối duy nhất chính là tên tổng phụ trách này đến từ Tây Cảnh. Tây Cảnh? Đinh Trọng không tự chủ được nhìn sang chiếc bàn trong góc, sau đó lại cảm thấy suy nghĩ của mình quá ngu ngốc nên lắc đầu liên tục. Mạt à, cháu nên chú ý đến chuyện này nhiều hơn. Lãnh đạo mới tới, cố gắng giúp nhà họ Đinh chúng ta tranh thủ chút lợi ích. Ba khu sát nhập, có rất nhiều chỗ có thể kiếm tiền, chỉ cần kiếm được một chỗ thì cũng đủ cho nhà họ Đinh chúng ta hưởng thụ rất lâu. Đường Mạt vỗ ngực, ông cứ yên tâm, chuyện nhà họ Đinh chính là chuyện nhà Đường Mạt cháu. Cháu nhất định sẽ để trong lòng. Qua mấy ngày nữa, cháu sẽ tự mình đi đón lãnh đạo mới. Lúc đó, cháu sẽ nói vài lời tốt đẹp về nhà họ Đinh trước mặt ngài ấy. Khi đó, cần sợ gì không kiếm được tiền chứ? Ai da, vậy thì phải cảm ơn cháu rồi. Ông nội khách sáo quá. Lại đây, uống rượu đi, uống rượu nào. Lúc này, ba chiếc Rolls Royce màu đen dừng lại trước cửa. Mỗi chiếc đều có giá hàng chục triệu. Tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể lái được. Đây là đến tìm ai chứ? Đinh Trọng và Đường Mạt liếc nhìn nhau, đặt ly rượu trong tay xuống rồi đi ra cửa. Ba chiếc Rolls Royce dừng lại, cửa xe mở ra. Vài người đàn ông mặc quân trang bước xuống, ba chiếc xe. Mỗi chiếc xe đều lấy một lá cờ thưởng rất lớn ra. Người dẫn đầu bước nghiêm tới trước mặt Đinh Trọng, rồi chào một cái. Chào ông, chúng tôi là người của chiến trường, đặc biệt đến đây để đưa cờ thưởng. Cảm ơn cháu rể của ngài đã có những cống hiến xuất sắc cho chiến trường. Chiến trường sao? Cháu rể? Đinh Trọng lập tức nhìn về phía Đường Mạt. Ai nha, Mạt ghê gớm thật. Cấp trên, vậy mà phái người tới tặng cờ thưởng cho cháu sao? Thật sự khiến nhà họ Đinh chúng ta nở mày nở mặt đó. Đường Mạt mỉm cười xấu hổ, trong lòng anh ta vô cùng hoang mang. Với năng lực và hành động của anh ta thì làm gì có tư cách được tặng cờ thưởng chứ? Một cái còn không nổi, đừng nói đến tận ba cái. Đường Mạt nghi ngờ trong lòng, rốt cục mình đã có cống hiến đặc biệt to lớn gì mà được nhận ba lá cờ thưởng khen ngợi chứ? Sau khi quay về, nhất định phải hỏi cấp trên rõ ràng. Đinh Trọng cười không ngậm được miệng, tốt, rất tốt, người đâu, nhận lấy ba lá cờ thưởng rồi treo trong từ đường. Vâng. Sau khi nhận cờ thưởng xong, người của chiến trường quay rồi lên xe rồi nghênh ngang rời đi. Giờ phút này, trong chiếc bàn trong góc, Đinh Mộng Nghiên nhìn ba lá cờ thưởng rồi cười khổ. Chị cả quả thực đã gả cho một người chồng trong mơ. Có hâm mộ cũng có ghen tị,
Có người phụ nữ nào không hy vọng bản thân có thể gả được cho một người đàn ông ưu tú đâu chứ. Giờ phút này trong lòng Đinh Mộng Nhiên chỉ còn nỗi đắng chát. Giang Sách bên cạnh nhìn ba lá cờ thưởng thì lẩm bẩm: đã nói tôi không thích những thứ này mà lại còn đưa, đúng là phiền phức. Anh lắc đầu rồi tiếp tục thản nhiên dùng bữa. Trong bữa tiệc của cả gia đình, những người muốn lấy lòng Đường Mạt đều lần lượt kính rượu. Giang Sách thì ngược lại, từ đầu đến cuối không một ai chú ý tới anh. Đinh Mộng Nhiên ngồi cùng anh trên mặt cũng ảm đạm, bao nhiêu lần cô muốn đứng dậy rời đi, thực sự không còn mặt mũi ở lại đây nữa. Lúc này di động của Giang Sách vang lên. Thật ngại quá, tôi đi nghe điện thoại. Giang Sách bước ra khỏi cửa, kết nối với điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Mộc Dương Nhất: lão đại, văn kiện đã truyền xuống, muốn anh ngày mai nhận chức vụ tổng phụ trách của ba khu, với lại tham dự lễ nhậm chức. Giang Sách nhàn nhạt trả lời: em cũng biết tính của anh, từ trước đến nay không thích những nơi như vậy. Chức vụ tổng phụ trách anh có thể nhận, nhưng lễ nhậm chức thì thôi bỏ đi. Đây là quy định của cấp trên, lão đại, hủy bỏ không dễ đâu ạ. Vậy để em thay mặt anh tham dự là được. Chuyện này không thích hợp đâu, cấp trên sẽ không đồng ý. Nếu không đồng ý thì đừng để anh đảm nhận chức vụ người phụ trách nữa. Truyền lời của anh cho bọn họ. Lão đại, anh đừng tức giận, em đi nói lại là được. Giang Sách cúp điện thoại, đang định quay lại thì Đinh Phong Thành đã vui vẻ đi tới. Ồ, gọi điện thoại cho ai vậy? Bạn bè thôi. Loài vô dụng như cậu còn có bạn bè sao? Đinh Phong Thành nói ra. Cùng là tham gia quân ngũ, cậu nhìn anh rể rồi nhìn lại chính mình đi. Tại sao lại chênh lệch nhín lớn như vậy chứ? Anh rể vừa mới đồng ý với tôi, ngày mai sẽ dẫn tôi đi tham dự lễ nhậm chức của người phụ trách mới. Nhìn thực lực của người ta đi, trực tiếp nhận được tư cách tham gia, còn cậu thì sao chứ? Cũng chỉ có thể ngồi xổm ở nhà đợi mà xem tivi. Tôi cùng người phụ trách mới thân thiết bắt tay đi. Giang Sách cười hỏi: tư cách tham gia không phải dễ có như vậy chứ? Nếu như cậu không được tham gia, thậm chí cả Đường Mạt cũng không được tham gia, chẳng phải rất xấu hổ hay sao? Đinh Phong Thành quát lớn: chúng tôi không được tham gia, chẳng lẽ phế vật như cậu được chắc? Hai người đang nói chuyện thì Đinh Mộng Nhiên đi ra. Vẻ mặt cô đen xì, hiển nhiên ở bên trong lại có ai nói lời khó nghe với cô. Cô đi ngang qua Giang Sách, chỉ nhỏ giọng nói hai chữ: về nhà. Đinh Phong Thành kỳ quái nói: ồ, em gái, đừng đi, anh hai còn chưa uống rượu với cô nữa mà. Đinh Mộng Nhiên cúi đầu bước nhanh về phía xe của cô, Giang Sách cũng đi theo sau. Mở cửa xe ngồi vào, Đinh Mộng Nhiên hung hăng gõ mạnh vào vô lăng để trút giận, sau đó ngẩng đầu thở dài một hơi. Kiềm chế, tủi thân, không cam lòng, đau khổ, giờ phút này đều trút ra hết. Giang Sách liếc nhìn cô, không có quá nhiều biểu lộ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lãnh đạm. Đinh Mộng Nhiên nhấn ga rồi nhanh chóng rời khỏi nơi khiến cô khó chịu này. Xe chạy được nửa đường, Đinh Mộng Nhiên nói với vẻ phẫn uất: anh có biết mọi người đánh giá anh thế nào không? Đánh giá thế nào? Yếu đuối, hèn mọn, không có chí tiến thủ. Anh nghe mấy lời này mà không có chút phản ứng gì sao? Giang Sách quay đầu nhìn Đinh Mộng Nhiên: em hy vọng anh có phản ứng gì chứ? Tức giận, khó chịu hay là đồng thủ với bọn họ? Đinh Mộng Nhiên nghiến răng, cô muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải nói như thế nào. Thực ra là cô chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ phấn đấu của Giang Sách mà thôi. Giang Sách tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi: mấy năm nay tham gia quân ngũ, cuộc sống vẫn luôn rất buồn chán, em có biết anh giải sầu như thế nào không? Đinh Mộng Nhiên không nói gì. Việc anh thích nhất chính là xem đoàn diễn xiếc, không phải anh thích xem những động tác yêu cầu kỹ thuật cao, mà là thích xem thằng Hề biểu diễn, hả? Đinh Mộng Nhiên nghi ngờ liếc nhìn Giang Sách, không hiểu anh nói như vậy là có ý gì. Chẳng lẽ anh coi những người chế giễu mình trong bữa tiệc gia đình là những tên Hề sao? Sở dĩ không tức giận không phải là vì Giang Sách không biết, mà là vì anh đang thưởng thức màn trình diễn của đối phương sao? Về đến nhà, Đinh Mộng Nhiên và Giang Sách bước vào phòng khách, nhìn thấy Đinh Khải Sơn đang ngồi trên ghế sofa cầm bút viết liên tục, lâu lâu còn gãi đầu suy nghĩ. Cha về rồi. Người đứng đầu thành phố nói thế nào? Đinh Khải Sơn cũng không ngẩng đầu lên nói: có kết quả rồi, ngày mai là lễ nhậm chức của người phụ trách, cha sẽ thay mặt bộ phận tham gia. Nếu có thể móc mối quan hệ thật tốt với người phụ trách, chắc chắn sau này sẽ rất có lợi. Đinh Mộng Nghiên đi tới, liếc nhìn những gì Đinh Khải Sơn đang viết. Cha đang viết gì vậy? Quà tặng, hả? Cha muốn tặng quà cho ai? Đinh Khải Sơn nói: đây không phải hỏi thừa hay sao? Chẳng lẽ đi tham gia lễ nhậm chức bằng tay không hay sao? Không chuẩn bị một chút đồ vật sao? Chỉ là cha không đoán được tính cách của người phụ trách mới sẽ thích cái gì. Con gái, con tới đây giúp cha
tham khảo một chút đi. Đinh Mộng Nghiên lắc đầu, còn đâu có hiểu mấy món này. Giang Sách đi tới, nhìn lướt qua những món quà do Đinh Khải Sơn viết trên giấy. Phần lớn đều là những thứ quý giá, lấy làm quà quả thực không tồi. Vấn đề là Giang Sách đối với những thứ này không có chút hứng thú nào. Anh cười nói, cha, con cảm thấy những thứ này rất quá mức trần tục, hả? Cha có thể tặng những món quà này thì người khác cũng có thể. Điều này không thể hiện được hết thành ý của cha. Đinh Khải Sơn gật đầu, cũng có lý. Vậy anh cảm thấy nên tặng cái gì mới tốt? Rượu. Rượu không phải càng tầm thường hơn sao? Giang Sách nói, là rượu lâu năm của Tây Cảnh Dương Tuấn. Ồ, có gì đặc biệt không? Rượu này rất quý sao? Cũng không phải. Giang Sách giải thích. Cuộc sống ở Tây Cảnh vô cùng khó khăn. Mỗi một binh lính chiến đấu muốn uống một ngụm rượu là niềm hy vọng xa vời. Mà loại rượu Dương Tuấn lâu năm này lại vừa rẻ vừa nặng, là một loại rượu binh lính cấp thấp thích uống nhất. Đinh Khải Sơn cau mày nói, rượu mà binh lính cấp thấp uống làm sao có thể tặng cho người phụ trách được? Tuy anh ta cũng là người đến từ Tây Cảnh, nhưng tuyệt đối không thể nào là binh lính cấp thấp được. Giang Sách nói, ở Tây Cảnh, sĩ quan và binh lính ngủ chung giường, anh ngủ chung chăn, ăn chung một chén, uống chung một ly rượu lâu năm. Binh lính thích uống như vậy, chắc chắn sĩ quan cũng sẽ thích uống. Đinh Khải Sơn bị Giang Sách thuyết phục. Quá thực sự hiểu biết của ông ta đối với Tây Cảnh chắc chắn kém xa Giang Sách. Vậy cũng phải cần thử một chút. Bây giờ tôi sẽ sai người đi mua rượu Dương Tuấn lâu năm. Giang Sách, tôi hy vọng lần này không có tin lầm anh. Đinh Khải Sơn liền tìm người mua rượu. Lúc này di động của Giang Sách lại vang lên. Lão đại, bọn họ đã đồng ý rồi. Chỉ cần anh bằng lòng tiếp nhận chức vụ người phụ trách, ai tới tham dự lễ nhậm chức bọn họ cũng không để ý. Giang Sách nói, giúp anh lấy hai vé khách mời tham dự đi. Hả? Không phải sao? Lão đại, anh đang đùa em sao? Vốn dĩ anh là người phụ trách, hẳn là anh nên tới tham dự buổi lễ mới phải. Kết quả anh để em đi tham dự còn chưa tính, lại còn muốn em giúp anh giữ hai vé khách mời. Có phải anh muốn đảm đương khách quý đến xem chuyện cười của em hay không? Danh sách lạnh lùng nói, em đang muốn kháng mệnh lệnh của anh hay sao? Mộc Dương Nhất vội vàng sợ hãi, không dám, em làm theo như vậy là được rồi chứ gì. Đúng rồi, danh sách tham dự buổi lễ lần này, giúp anh gạch bỏ hai cái tên. Ai? Giang Sách mỉm cười, Đường Mạt, Đinh Phong Thành. Đêm khuya, Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên bước vào phòng ngủ. Họ là vợ chồng, theo lý mà nói thì phải ngủ cùng một phòng, chung một giường. Chỉ là quá thật hai người vẫn giống như lần đầu gặp mặt, đột nhiên lại phải ngủ chung một giường, ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Đặc biệt là Đinh Mộng Nghiên, cô còn chưa từng ngủ chung với một cô gái, chứ đừng nói đến một người đàn ông mới quen. Mặc dù người đàn ông này là chồng của cô, Giang Sách không muốn làm cô khó xử. Anh cầm chăn bông trên giường trải xuống dưới mặt đất. Anh làm cái gì vậy? Đinh Mộng Nghiên hỏi. Em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Chuyện này không cần lo lắng đâu. Mấy năm nay tham gia quân ngũ, anh đã sớm quen với việc ngủ dưới đất rồi. Đinh Mộng Nghiên không nói gì thêm, tắt đèn chui vào trong chăn. Trong đêm tối, Giang Sách đột nhiên nói, thực sự rất xin lỗi. Cả người Đinh Mộng Nghiên chấn động, cô không ngờ tới Giang Sách vậy mà lại nói điều này với mình. Giang Sách nói tiếp, mấy năm nay ở trong quân ngũ, hai người mà anh muốn xin lỗi nhất, một người là em trai của anh, người còn lại là em. Nếu anh có thể sớm trở lại hơn, thằng bé sẽ không chết. Nếu anh có thể sớm trở lại hơn, em cũng sẽ không chịu quá nhiều uất ức. Trong nháy mắt, những giọt nước mắt đã kìm nén nhiều năm của Đinh Mộng Nghiên đã không ngừng tuôn rơi. 5 năm qua, ngày nào cô cũng phải chịu đựng đủ loại tin đồn vô căn cứ. Rất nhiều lần bị ủy khuất, ngay cả một người để tỏ bày cũng không có. Chỉ có thể tìm một nơi không có người trộm khóc thút thít. Cô rất mệt mỏi với cuộc sống này. Giang Sách nói, chỉ là em yên tâm đi, anh đã trở lại, sẽ không để cho em phải chịu tủi thân chút nào nữa. Đây là lời hứa của một người đàn ông với em. Không bù đắp được cho em trai thì ít nhất cũng phải cố gắng hết sức để đền bù cho vợ. Sáng sớm hôm sau, Dương Sách dậy sớm đã mặc quần áo xong xuôi, rồi gọi Đinh Mộng Nghiên rời khỏi giường. Dậy sớm như vậy để làm gì chứ? Tham gia buổi lễ. Đinh Mộng Nghiên sửng sốt. Lễ gì? Hôm nay là lễ nhậm chức người phụ trách ba khu. Anh đã nhờ bạn lấy được hai vé khách mời. Em với anh đi xem thử một chút đi. Đinh Mộng Nghiên có chút ngạc nhiên. Cô đã hỏi qua Đinh Khải Sơn, lễ nhậm chức vô cùng nghiêm khắc. Ngay cả Đinh Khải Sơn đã làm việc ở thành phố này hơn 20 năm, cũng phải trải qua biết bao chọn lọc mới có đủ tư cách tham dự.
người bình thường đừng mơ được đến. Để có được một vé mời cũng đã rất khó khăn rồi, chứ đừng nói là hai vé mời cùng một lúc. Đoán chừng chỉ có kiểu nhân tài cấp cao như Đường Mạch mới có thể tham dự. Nhưng nhìn dáng vẻ của Giang Sách không giống như đang nói đùa. Mang theo nghi hoặc, Đinh Mộc Nghiên mặc quần áo xong xuôi, vội vàng ăn sáng, sau đó lái xe đưa Giang Sách đến cửa của tòa nhà diễn ra lễ nhậm chức. Xe giờ phút này, những chiếc xe được đậu ở đây đều là những chiếc siêu xe có giá trị hàng chục triệu, thể hiện thân phận tôn quý của khách mời. Xe của Đinh Mộc Nghiên đậu ở chỗ này có vẻ không thích hợp cho lắm. Giang Sách, anh chắc chắn chúng ta có tư cách bước vào sao? Đinh Mộc Nghiên lại lần nữa tỏ vẻ hoài nghi. Nếu lát nữa mà không được vào thì quá mất mặt. Cứ tin tưởng anh đi. Giang Sách dẫn Đinh Mộc Nghiên đi về phía cửa của tòa nhà. Giờ phút này từ đằng sau có ba bóng người đi tới. Ồ, chị cả, anh rể, hai người nhìn xem ai đây chứ? Đinh Mộc Nghiên vừa nghe thấy giọng nói đã biết anh hai Đinh Phong Thành của cô. Vừa xoay người quả nhiên đã thấy Đinh Phong Thành, Đinh Tử Ngọc và Đường Mạch đang đi tới. Đinh Phong Thành vui vẻ, hớn hở. Thật là trùng hợp, vậy mà lại gặp nhau ở đây. Ồ, còn mang theo tên phế vật của nhà các người tới sao? Hai người đến đây làm cái gì vậy chứ? Giang Sách thản nhiên nói, đến đây còn không phải là để tham gia lễ nhậm chức hay sao? Đinh Phong Thành sững sờ nhìn về phía Đường Mạch, anh rể, anh cũng cho bọn họ hai vé mời sao? Đường Mạch phất phất tay, với quyền hạn của tôi, nhiều nhất chỉ có thể lấy được ba vé mời thôi. Ồ, Đinh Phong Thành hỏi lại, vậy là Đinh Khải Sơn lấy được sao? Đường Mạch khinh thường cười nói, ông ấy thì tính là cái gì chứ? Vé mời của bản thân là do tặng quà cho lãnh đạo mới xin người ta được một chân, lấy đâu ra quyền hạn cho người khác vé mời chứ? Nghe về Đinh Phong Thành mỉm cười, nếu mà nói như vậy thì em gái chính là các người không đủ tư cách tiến vào rồi, vậy còn tới tham gia lễ nhậm chức làm cái gì chứ? Các người cho rằng đây là cái chợ rau, muốn vào thì vào hay sao? Đinh Mộng Nghiên câu mày, thật ra cô cũng khi nghi ngờ hai vé mời của Giang Sách là giả. Bây giờ nghe được Đường Mạch nói vé mời khó lấy được lại càng thêm nghi ngờ. Lúc này Giang Sách tiến lên một bước, thản nhiên nói, chúng tôi có tư cách hay không, trong lòng tự biết, không giống như một số người, ngay cả chính mình có tư cách tiến vào hay không, còn không biết, thật đáng buồn. Những lời này hiển nhiên là nhằm vào ba người Đường Mạch. Đinh Phong Thành không vui, còn mẹ nó, cậu nói cái gì thế hả? Đừng tưởng rằng cậu và Đinh Mộc Nghiên kết hôn rồi thì tự cho mình là người nhà họ Đinh. Còn dám nói bậy với tôi, có tin tôi đánh cho cậu toét miệng luôn hay không? Đường Mạch vươn tay ra ngăn cản Đinh Phong Thành. Đây không phải là nơi để gây rối, có chuyện gì thì chờ về nhà rồi nói. Em hiểu rồi, anh rể. Đường Mạch vô cùng khinh thường liếc nhìn Giang Sách. Làm người quan trọng nhất là phải biết tự lượng sức mình. Nói xong anh ta quay người đi về phía cửa chính của tòa nhà. Đinh Tử Ngọc bước đến chỗ Đinh Mộng Nghiên, khuyên giải nói, em gái à, chồng chị là người tham gia quân ngũ, tính tình có hơi xấu, anh nói cũng không dễ nghe, em đừng trách. Nhưng em cũng thật là đừng có suốt ngày mang theo phế vật của người nhà các người ra đường làm mất mặt, còn báo hại em bị người khác khinh thường. Chị phải đi vào dự lễ nhậm chức rồi, không còn em nói nhiều nữa, em cứ về trước đi ha. Nhìn bề ngoài thì có vẻ dễ nghe, nhưng thực chất câu nào cũng là châm chọc. Khi Đinh Tử Ngọc quay lưng bước đi, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý. Từ nhỏ đến lớn cô ta đều bị Đinh Mộng Nghiên lấn áp, chưa bao giờ trách mắng Đinh Mộng Nghiên vui vẻ tới như vậy. Đây đều là nhờ cô ta may mắn được gả cho Đường Mạch. Sắc mặt của Đinh Mộng Nghiên rất khó coi, cô đứng đó một hồi lâu không nhúc nhích. Ở nhà cho tốt là được rồi, tại sao phải đến nơi này để tự chuốc lấy nhục nhã chứ? Đi thôi. Giang Sách nhẹ nhàng nói, đi. Đi đâu? Giọng điệu của Đinh Mộng Nghiên không tốt lắm. Không phải nói rồi sao, đi tham gia lễ nhậm chức. Anh quậy như vậy đủ chưa? Rốt cuộc Đinh Mộng Nghiên cũng không nhịn được nữa. Anh không có năng lực, em không trách anh, nhưng anh có thể cố gắng phấn đấu, không cần làm ra vẻ mình rất lợi hại. Như vậy chẳng những làm em khó chịu, mà càng khiến em càng khinh thường anh hơn đó. Tiếng ầm ĩ làm những đôi mắt xung quanh nhìn lại đây. Giang Sách đứng yên tại chỗ. 3 giây sau, anh khẽ cười một tiếng rồi chậm rãi nói, Mộng Nghiên, hãy tin tưởng anh một lần đi. Nếu anh không thể đưa em vào, anh sẵn sàng đồng ý quay về ly hôn với em. Đinh Mộng Nghiên sửng sốt, lời nói này cũng có quá kiên quyết rồi, dường như Giang Sách không giống như đang nói đùa một chút nào. Anh là đang nghiêm túc sao? Sau một chút do dự, Đinh Mộng Nghiên mím môi, được, em cho anh một cơ hội. Cô bước về phía lối vào chính của tòa nhà. Một nhóm người xếp hàng đi vào phía lối vào chính của tòa nhà. Ở cổng có hàng chục người mặc quân phục bảo vệ. Tất cả những người ở
trong hàng đều cầm súng. Điều đó cho thấy thân phận của những người ở đây tôn quý biết bao nhiêu. Ba người Đường Mạt đến cửa chính tòa nhà, Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên cũng đi theo. Bọn họ bị bảo vệ ở cửa cùng lúc chặn lại, vui lòng xuất trình thẻ căn cước. Đinh Phong Thành cao ngạo đưa thẻ căn cước cho bảo vệ, quay đầu liếc nhìn Giang Sách một chút. Nhìn đi, nơi này không phải là loại người vô dụng như cậu có thể tới đâu.